Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên phối hợp với câu lạc bộ Hoa Sen Hồng tổ chức chương trình giao lưu gắn kết yêu thương, nối vòng tay nhân ái, chắp cánh ước mơ cho em. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, đại diện lãnh đạo một số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện, các nhà tài trợ và các thành viên câu lạc bộ Sen Hồng. Thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, phát huy tinh thần tương thân tương ái, thu hút đông đảo chị em phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia, giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các thành viên trong câu lạc bộ Sen Hồng. Là tổ chức thiện nguyện, là cầu nối yêu thương, kết nối các nhà hảo tâm. Sau hơn một tháng phát động, câu lạc bộ Sen Hồng đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp với tổng số tiền 155 triệu đồng để dành tặng các phần quà cho 30 gia đình có trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu đã xem những hình ảnh xúc động qua phóng sự ghi lại chân thực về cuộc sống hàng ngày của các em nhỏ mồ côi, được giao lưu, tọa đàm, chia sẻ về cuộc sống cũng như những khó khăn thường nhật của gia đình, trẻ em mồ côi. Thông qua chương trình này nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng tới mỗi người dân trên địa bàn huyện, phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ trẻ em và những mảnh đời còn bất hạnh trong cuộc sống. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên và câu lạc bộ Sen Hồng đã trao tặng các phần quà cho 30 gia đình có trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng cùng áo ấm, đồ dùng học tập cho các em. Mong rằng những món quà nhỏ này sẽ khích lệ tinh thần các em trong học tập, đạt được nhiều thành tích, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên và câu lạc bộ Sen Hồng dành tặng những bó hoa tươi thắm để tri ân các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tiêu biểu đã chung tay có nhiều đóng góp ủng hộ cho chương trình.